mua vé máy bay về nước nó bảo lãnh các bạn ra, đâu có đâu, cho các bạn chết luôn. Nói mà nó ấy, nó ngu sao mà nó lo cho các bạn, trời ơi, nó đâu có ngu đâu. Chào tình phôi phai ạ. Nghe nói anh bệnh à, chút tính gọi điện thôi, để chút gọi điện nói chuyện với anh sau ha, gọi messenger nói chuyện sau ha. Thế mà đó thì mình đó là cái câu chuyện nó là như vậy thôi, chứ còn cũng không có gì. Hôm nay đó là mình cũng nói với các bạn ở trong nước, mình vẫn kêu các bạn là bạn đúng không, chứ mình không có phải là xúc phạm các bạn, để cho các bạn từ từ các bạn suy nghĩ lại, bớt bớt lại đi, đừng dại dột lắm. Mình có nhiều trò chơi lắm, còn vui hơn cái trò chơi chính trị này đó. Không phải là các bạn đừng nghĩ các bạn lên các bạn nghe lời tụi nó, các bạn chửi rủa lại đất nước rồi xuyên tạc cho tiếp tay xuyên tạc cái bọn chúng là trò chơi chính trị, cái đó không gọi là chính trị đâu các bạn, cái đó đâu phải là chính trị đúng không. Ai bảo cái đó là làm chính trị? Các bạn cứ nói là đây nhà đấu tranh, nhà chính trị đấu tranh, người ta đâu có đấu tranh như vậy. Trời ơi, nhiều bạn mình coi cái clip nha, rồi á nhiều coi giữa comment luôn ở dưới, trời ơi, nhà chính trị, nhà nhà chính trị, nhà 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 tranh đấu rồi. Lắp 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 tùm lum, ngộ nhận không phải chính trị là không phải như vậy đúng không, mà chính trị cũng không, mà không phải là nhà đấu tranh là như vậy. Các bạn biết đấu tranh là cái gì không? Các bạn phải hiểu hai cái chữ đấu tranh và cái chữ chính trị đó như thế nào. Mà cái dạng của các bạn là cái dạng xuyên tạc, quăng lựu đạn, xạo láo, chứ đâu phải là lên mà mình nói vậy là mình là chính trị đâu. Vậy thì các bạn nói bây giờ không lẽ mình nói làm sao? Các bạn suy nghĩ coi đúng không? Một nhà chính trị, một nhà đấu tranh là người ta phân định rõ ràng đúng không, người ta thấy sai ở chỗ nào, có bằng chứng có vật chứng, như điển hình như cái vụ cà phê hoặc là những cái loại chất độc mà nó tẩm vào thức ăn, người ta lên người ta phản biện, người ta nói lại, cái đó người ta gọi là đấu tranh, có cơ sở mới gọi là đấu tranh. Không, còn các bạn lên mạng các bạn tìm mấy cái tầm bậy tầm bạ rồi nghe lời chúng xúi dục rồi lên cũng đu theo nói bậy nói bạ để mang họa vào thân, ở tù ở thân, rồi các bạn nói các bạn nhà chính trị tào lao. Bởi nhiều khi các bạn dở lắm đúng không, các bạn dở lắm, các bạn chơi livestream chơi Facebook mà các bạn không hiểu gì về đấu trị. Tôi đây nè, tôi lên đây là tôi còn không có nói tôi là nhà chính trị hay nhà đấu tranh, tôi đâu phải đấu tranh đâu, tôi đâu phải là nhà chính trị, tôi là một người lao động bình thường trong xã hội đúng không, mà là rất là bình thường, rất rất bình thường luôn. Tôi chỉ nói lên cái bức xúc của tôi biết các bạn nói xạo là tôi lên tôi nói các bạn nói xạo thế thôi, đó đơn giản thôi, chứ đâu phải chính trị đấu tranh đâu. Các bạn dở quá. Đấu tranh hay chính trị người ta phải có trường lớp bài bản đào tạo nào. Các bạn không biết viện hành chính quốc gia hoặc là viện chính trị quốc gia người ta có hết chứ đâu phải không, thì đó mới gọi là làm chính trị. Những cái người cái nhà người ta học có bằng có cấp người ta mới làm chính trị được. Các bạn chỉ lên ở không lên mạng là đu theo người ta rồi một số thì nhận được vài đồng bạc sắc động lên rồi cầm cờ rồi. Hay là đu theo mấy cái nhà những sắc động mấy người nghèo được ta những quê đi biểu tình, cái đó đâu gọi là làm chính trị, ngộ nhận rồi không phải đâu. Mà cái đó đối với Việt Nam là liệt vào cái thành phần phá hoại đất nước, phá hoại nền hòa bình của đất nước thì đúng hơn, chứ không phải là chính trị. Các bạn nên nhớ điều đó, cho nên các bạn nên xem lại cái cách lối sống của mình, cái cách ăn nói của mình. Không ai cấm các bạn nói hết, các bạn cứ nói thoải mái. Nếu các bạn thấy ai sai có bằng chứng các bạn cứ việc lên tiếng đó. Như những cái vụ mà cô giáo đánh đập học sinh đánh đập ngoài đường, nó hiển nhiên các bạn nói lên là nhà nước người ta tìm hiểu ra có cái là người ta phải đau ra có là người ta nhốt cô giáo liền, hay là người ta nhốt cái đứa học sinh nó liền, rõ ràng phải không? Cái đó là thực tế.
còn các bạn đu theo cái lũ binh đó, các bạn tào lao nữa, cái đó đâu gọi là chính trị được, cái đó gọi là xuyên tạc phá hoại nền hòa bình quốc gia. Vì nhà nước người ta phải bắt các bạn thôi, các bạn đâu nói được, cái đó các bạn vi phạm rồi, đúng không? Ngay cả gia đình các bạn, để cha mẹ các bạn nói xin lỗi nha. Giờ tôi nói thực tế gia đình các bạn thôi, chẳng lẽ bây giờ các bạn ở trong nhà rồi mẹ của bạn mặc quần lót màu gì các bạn cũng ra đường các bạn la lên sao, rồi các bạn nói đó là chính trị? Tôi thí dụ nhỏ thôi, tôi không có học, tôi biết thí dụ ngắn gọn vậy thôi. Các bạn mới nhất, mấy cái bạn mà đang mà tiếp tay cho bọn chúng ở bên nước ngoài tuyên truyền về đất nước, mà các bạn phải chỉ các bạn ở nước ngoài, tôi không nói, tôi không có lấy cái thí dụ đó, mà các bạn ở trong nước thì trong nước cũng như là trong nhà bạn thôi, người cha người mẹ người anh người em các bạn mặc quần lót màu gì các bạn, chẳng lẽ đi ra ngoài đường la lên hết à? À, anh tôi mặc quần lót màu đó đó nha, chị tôi mặc quần lót màu đó đó nha. Các bạn suy nghĩ hành động các bạn có đúng hay không? Các bạn đang tức tay tụi nó tuyên truyền là y chang cái hành động, cái lời nói các bạn y chang như vậy, cũng giống như các bạn đi ra đường các bạn la làng lên là mẹ tôi hôm nay mặc quần lót màu đó đó, hay là mặc áo nhỏ màu đó đó. Đó không, tôi thí dụ vậy thôi, các bạn tự hiểu lấy. Đó là tôi hôm nay tôi không có nói nhiều, tôi chỉ nói về một số các bạn còn đang ở trong nước này. Mà chào Nguyễn Hoài Nam, một số bạn đang trong nước đang tiếp tay giao lũ chúng nó ở bên nước ngoài bằng đủ mọi cách, người thì kiếm được vài đồng lẻ, nghe không? Đó, vậy đó, đúng không? Tôi nói các bạn nghĩ không, đúng không? Tôi nói nãy giờ là tôi nói đi nói lại là như vậy, các bạn cứ suy nghĩ đi, đúng không? Tại vì các bạn còn là người trong nước cho nên tôi mới thí dụ vậy cho các bạn. Mình ở trong nước, mình ở trong nhà mình, cho dù cha mình có xấu, mẹ mình, cha mình có lỡ ăn nhậu say xưa, hay là mẹ mình lỡ cờ bạc, hay là em mình nó lỡ nó phá làng phá xóm, mình phải bích, không bắt các bạn bích. Các bạn có quyền lên tiếng để mà tranh đấu, có quyền lên dạy bảo em Út, có quyền ý kiến là ba ơi hay mẹ ơi thôi bớt đi, tụi con khổ lắm, tụi con làm không có tiền. Chứ có đâu mà các bạn thấy cái tệ nạn gia đình mình như vậy, các bạn ra đường các bạn la làng lên, à má tôi rồi cờ bạc này nọ, đồ ba tôi này nọ, rồi má tôi mặc quần lót màu đó, ba tôi mặc quần lót màu kia. Thế có phải cái hành động của các bạn tiếp tay cho bọn chúng là y chang vậy luôn? Cái lũ nó ở bên ngoài nó không biết gì, nó xuyên tạc mượn, thì cái tội của nó có một hay là hai thôi, còn các bạn tội tới 10 nữa. Mà trong khi đó các bạn bị tội thì nó ngó lơ các bạn. Bất quá nó lên nó khen các bạn được vài câu trên mạng, ô nhà đấu tranh, nhà chính trị giỏi vậy thôi. Lắp khen được vài lời khen nó là xong, đâu được cái gì đâu. Trời ơi, các bạn đâu phải là làm chính trị, đâu phải là nhà đấu tranh. Nhà đấu tranh nó đâu có như vậy, thấy không? Các bạn là nhà quăng lựu đạn, thấy không? Mỹ hay là Đức hay Anh nó sản xuất lựu đạn, là các bạn cầm lựu đạn đó các bạn đi quăng thôi, chứ nó đâu phải là nhà chính trị đâu. Nhà chính trị người ta đâu có bu loa trên mạng, các bạn thấy không? Cho nên mình là mình chỉ nói như vậy thôi, để cho các bạn bớt lại. Các bạn vẫn còn đường quay lại, các bạn đi chưa có quá xa đâu, mà các bạn vẫn còn phải biết rằng mình đi có cái hầm cái hố trước mặt mình, còn không có một con đường nào mà nó không phải chạy qua, những không có con đường nào mà nó chán lệ đâu, nó hay nó cũng phải có cái hầm cái hố trong gai trước mắt thì nó mới được đến cái đường vinh quang. Các bạn thấy cái hố cái hầm mà các bạn không chịu né ra, các bạn còn cố các bạn chui vào thì ai cứu các bạn được, đúng không? Thôi mình chỉ nói với các bạn trong nước như vậy. Còn đối với cái bọn nước ngoài á, thì ta đã nói đi nói lại nhiều lần, cái lũ tụi mày, cái bạn thân tụi mày còn chưa lo xong, chửi nhau như chó như mèo mà tụi mày đòi cái gì, đòi lật đổ gì? Chúng mày bỏ đi, mà tao nói thôi chứ dễ gì tụi mày bỏ được, tại cái nghề kiếm sống của tụi mày, thấy không? Thấy không, cái nghề kiếm sống của tụi mày bằng cái nghề đó, lấy gì đâu bỏ,
tụi mày làm những cái lập ra những cái triều đại này như Đào Minh Quân đồ đó, như tụi mày làm lập ra chúng mày đi lừa người ta. Thấy thằng Trực đó cứ khóc lóc rồi nó xin xỏ rồi lung tung ở trên mạng, rồi bây giờ nó xin không được, rồi nó khóc lóc, nó van nài, rồi nó chửi hết người này người kia đó. Rồi thằng Đào Minh Quân thì tổng thống này thủ tướng nọ, mày mày tao ngồi đây tao cũng làm tổng thống được vậy, tao còn làm dữ hơn mày được nữa. Tao muốn làm gì mà không được, trời nói thôi mà, đúng không? Thứ mày mà già cái đầu ngu chích mẹ luôn, toàn là tự xưng. Người ta nói tao có 10.000 quân, 10 triệu quân, hàng tỷ quân đang sống trên đất Mỹ, sẵn sàng lật đổ đất Mỹ, cũng được vậy. Trời ơi, tao nói mà, được chứ có gì đâu cũng được, đúng không? Đất nước mày, tao có 100 triệu dân ở trên đất nước tụi mày, sẵn sàng lật đổ chế độ Mỹ, lật đổ đất Mỹ, được chứ xong được, tao nói có ai bắt tao đâu. Chúng mày nói cái gì mình phải có cái cơ sở pháp lý đàng hoàng, chứ mình nói tào lao mới lao, rồi lấy cái đó ra lừa ra, lừa người ta xin tiền. Trời, đúng cái lũ lừa đảo hay đó. Bây giờ tụi mày nói xin lỗi cái nước, tao gửi cho tụi bay mấy cái hình ở trên mạng trong nhà đó, rồi anh em bà con tao sẽ chia sẻ cho tụi bay thấy cái tội ác của tụi mày đó, cái tội ác của một chế độ của tụi mày. Tụi mày nói tụi mày nhân bản còn nhiều lắm, còn nhiều những cái câu chuyện mà tụi mày tham nhũng rồi tụi mày hãm hiếp dân lành nhiều lắm. Chào Tuấn Trình. Cho nên tao mong rằng tao biết chắc là tụi mày không có bỏ được, tụi mày không có bỏ cuộc được. Bởi vì tụi mày đã lỡ theo lao rồi, phóng vô lao rồi thì tụi mày phải theo lao thôi. Đấy không? Chỉ có mà thí dụ giờ tụi mày nói cái gì bậy thì phản biện lại tụi mày vậy thôi, chứ còn nói tụi mày bỏ, tụi mày không có bỏ nghề đâu. Đó, như cái đám Việt Tân thủ lĩnh của nó chết mười mấy năm rồi, mà cái lạ cái Tết nào cũng có cái thư chúc Tết của thủ lĩnh. Các mày thấy tụi mày lừa thấy không? Thủ lĩnh của tụi mày chết lâu rồi, chết bờ chết bụi trong rừng rồi. Vậy mà tụi mày vẫn năm nào tụi mày cũng giả thơ, tụi mày về xong rồi tụi mày đi lừa đồng bào kiều bào ở bên đó, tụi mày nói là thủ lĩnh tụi mày còn sống. Bao nhiêu năm trời tụi mày vẫn lừa người ta, tụi mày là những con lừa lưu lạc trên xứ người. Tao nói cho tụi mày nghe, bởi tao chửi tụi mày này thiệt, chửi tụi mày là đúng quá. Tụi mày chỉ có sống trong một cái ảo giác, trong một cái thời nghĩa là tụi mày sống trong cái là ảo tưởng, quan tưởng, kêu là quan tưởng phân liệt luôn. Đất nước hòa bình, một thế giới hòa bình tụi mày không muốn. Tụi mày thích cho đất nước người ta có chiến tranh, đúng không? Nồi da sáo thịt, đúng không? Tụi mày là cái lũ khát máu, say máu, độc ác nhất thế giới. Tụi mày thua những cái con thú hoang ở trên rừng. Tụi mày là một bầy thú hoang ở trong rừng, nó hẳn luôn. Chỉ có thú hoang nó kiếm ăn không được, nó phải giết đồng loại của nó cắn lại đồng loại của nó thôi, chứ không có một cái loài thú mà người ta nuôi ở trong nhà trong chuồng cũng không đến mức độ mà tụi nó cắn thịt lẫn nhau. Tao nói thiệt, chỉ có loài thú hoang này mới cắn lại người của mình đó. Những cái hình ảnh đó tao phót lên trên nhà tao đó, tụi bay vô tụi bay xem đi, đó đúng không? Cái đó là không có Photoshop đâu nha. Chính những người lính Mỹ, người ta đi chính những nhà báo lính Mỹ chiến trường, người ta chụp lại được hình trắng đen đó. Đừng nói Photoshop bằng hình trắng đen được nha, ngộ lắm á. Đó, các bạn thấy không? Tụi bay ác đến mức độ như thế nào khi một chiến tranh xảy ra.
Tụi mày nói là ra tuyên truyền là Trung Quốc rồi đi xâm nhập vô Việt Nam, lấy nước Việt Nam rồi bỏ độc cho người dân chết này nọ đồ. Tao chẳng thấy mà tao thấy cái tội ác tụi mày. Tao nói mày muôn đời truyền tiếp con cháu tao mà nó có lớn lên tao cũng đưa cho nó xem cái hình ảnh này để nó ghi nhớ cái chế độ mà, cái số nạn của cái lũ tụi mày mang rợ đến mức độ vậy. Không thể xóa được, tao nói thẳng tụi mày. Tạm quên thì được chứ còn nói xóa đi thì không được. Khi nào tụi mày biết cái tội ác tụi mày, tụi mày ăn năn sám hối, tụi mày làm việc, tụi mày nghĩ về quê hương, tụi mày nghĩ lại để tụi mày chuộc lỗi lầm, thì có thể ngày ngày người dân Việt Nam mà ta còn đang sống trong đất nước này, ta xóa cho tụi mày được. Ta nói cho tụi mày nghe, tụi mày đừng có buồn, đừng có trách là tại sao mà tụi mày người Việt Nam hay là người trong nước lúc nào cũng nhắc lại cái dĩ vãng, những cái chiến tranh đau buồn, sao lại không nhắc? Tụi mày có quên không? Trời đất ơi, sao tụi mày khôn vậy? Tụi mày không quên, ngày nào tụi mày cũng lên tụi mày tuyên truyền, tụi mày chửi rủa về về đảng, về đất nước tao, mà tụi mày bảo bắt tụi tao phải quên cái chuyện ác của tụi mày. Trời ơi, tụi mày đâu phải ông nội ngoại tao đâu, mày khôn quá vậy? Chơi cha tao hả? Mày không có đâu. Tụi mày càng nhắc lên, tụi mày càng chửi thì người ta càng càng nhớ. Tao nói cho tụi mày nghe, nếu tụi mày muốn những cái người dân Việt Nam mà tao quên cái tội ác tụi mày, tụi mày đừng có chửi người ta vậy thôi, đúng không? Rõ ràng. Tụi mày nhắc ra ngày nào mày cũng lên mạng, tụi mày tụng năm tụng ba rồi tụi mày lập ra diễn đàn, tụi mày chửi về đây xong người ta tụi mày bảo tụi tao quên cái tội ác tụi mày, sao quên được? Không ai mà quên được hết trơn, đúng không? Dĩ nhiên người ta phải nhớ thôi, mà người ta nhớ là người ta căm hờn tụi mày, đúng không? Mà tụi mày càng nhắc thì cái lá cờ, cái cờ mà ba que sổ lá của tụi mày là người ta hận lắm, người ta chỉ muốn lấy đem vô nhà vệ sinh người ta làm giấy rửa âm cầu thôi, là vậy thôi. Nè, tụi chùi phân cho súc vật thôi chứ người ta không có, người ta cho nên tụi bay đừng có ngồi tụi bay trách là sĩ vả lá cờ của tụi mày với lại này nọ đồ. Mày đừng có trách cho những người mà người ta lên mạng người ta nói này nói kia, đúng không? Người mày đâu có, đừng có chấp được. Tại tụi mày khiêu ra thì người ta phải khiêu nhớ lại cái nỗi căm hờn đó thôi. Đó, tao nói vậy thôi. Đơn giản thế thôi. Thì thôi, thì mình bữa nay thì cũng buổi sáng, hôm nay đường phố cũng vắng, bà con rồi cũng đi lễ du hùng hết rồi. Thì mình cũng buồn buồn lên uống cà phê, mình nhậm nhảm mấy câu vậy. Rồi chúc anh em ở trong nước đã ủng hộ cái live stream của mình, tuy rằng nó không có đi vào đâu hết, thì mình là con người thật mà, mình cũng không có phải là có học hành gì mấy đâu, mình bức xúc cái gì thì mình lên mình nói đúng theo cái lời của mình, chứ mình cũng không có phải là người có học hành tới nơi tới chốn như một số anh chị khác đang phản pháo là những cái luận điệu sư tạc của bọn chúng. Mình trong bụng mình nghĩ sao mình nói vậy, là mình thiệt tình lắm, chứ mình không phải như người ta đâu, mình không phải như những người mà có trình độ cao, cho nên mình không biết nói. Người ta nói thì có sự thu hút hơn mình thì sầm sàm, giống như anh em mình nói trong nhà, ngồi nói chuyện với bạn bè, nói chuyện ngoài quán cà phê. Thay vì các bạn có mặt ở đây thì mình cũng chỉ nói vậy thôi, các bạn có mặt ở đây thì mình nhờ cái không gian mạng mình nói chuyện với các bạn thế thôi. Thì một lần nữa cũng cảm ơn các bạn bỏ chút thời gian quý báu của mình để mà tham gia vào với Dũng cầu mong rằng các bạn vui trong cái ngày giỗ tổ Hùng Vương, để cho mình nhớ lại vua Hùng đã có công dựng nước và bác cháu ta phải có công giữ nước, mình quyết nắm tay nhau lại đập tan những cái lũ nào mà nó phá lại đất nước của mình, là mình phải lên tiếng thôi, rõ ràng, đúng không? Đủ mọi cách mình phải phản pháo lại thôi, chứ mình không thể ngồi yên để cho chúng nó muốn nói gì thì nói, nó chửi cái gì thì chửi, mình không, cái đó là mình không bao giờ vô cảm được, nó hẳn luôn. Thôi thì mình cũng ấy, còn bây giờ bên nước ngoài thì quý vị kiều bào bên đó cũng trời tối rồi, cũng gần nửa đêm rồi, chúc quý vị có một đêm ngon giấc, có nhiều cái giấc mộng đẹp.
và cố gắng không nghe lời chúng nó. Mình cũng nói thêm một cái ngắn nữa thôi các quý vị, nhất là các cụ. Tại mình coi mấy cái live stream trực tiếp hay là những cái video clip mà quý bà con bên đó, mà những người già rồi đi biểu tình, quý vị hãy xem lại đi, xem lại cái hành động của mình đi. Nó chỉ là cái trò cười cho con cháu mình thôi. Cả thế giới người ta nhìn, người ta cười, đúng không? Người ta cười vì các bạn đầu bạc rồi, hai mái tóc rồi, thấy không? Đầu đã điểm xương rồi, thôi an phận tuổi già đi, lo cho con cho cháu đi. Chứ có đâu mà giăng nắng giận mưa mà ra ngoài công viên, ra ngoài đường cầm cái cờ xong vơ vơ, xong mình la làng nó xóm lên. Nhìn nó như nó thiệt sự, nói ra thì nó nặng, thì sợ xúc phạm đến các cụ người lớn tuổi, đáng cha đáng mẹ tôi rồi. Nên tôi thấy cái kịch đó, tôi nhìn thấy nó làm sao đâu, nó thô thiển mà nó dơ giấy lắm các bạn, quý vị. Các cụ con không có nói nặng được, con biết các cụ mà nó khổ lắm, không đi ra ngoài đường mà làm thì chúng nó hăm dọa, nó thế này thế nọ, nó bảo các cụ là cộng sản, tội cho các cụ, vì các cụ đang sống trong nhà tụi nó thì các cụ phải nghe lời tụi nó thôi, suối bảo thôi, đúng không? Hay là nhiều khi kinh tế nó khó khăn, nó cho được vài đồng nghe lời chúng nó ra cầm cờ. Nhưng mà các cụ ơi, đừng có bán rẻ cái danh dự của mình, còn con còn cháu mình. Ta nói trong số đó có một số cụ cũng còn con cháu ở Việt Nam chứ phải không? Mà ví dụ như tụi nó ở bên Việt Nam mà nó nhìn các cụ nó suy nghĩ sao đây? Các cụ cứ nghĩ lại như vậy đi, các bác cứ nghĩ lại như vậy đi. Đây là mình nói riêng cho các bác các cụ mà đang ở sống ở nước ngoài, thường hay nghe lời tụi nó dụ dỗ đi cầm cờ, cầm quạt, cầm bảng đi ra ngoài đường để mà biểu tình. Các cụ các bác thấy các cụ làm vậy nó có hay ho không? Mình già hết rồi, có cháu có con, thậm chí còn đang sống ở Việt Nam nữa, mà các cụ nghe theo lời tụi nó, các cụ chửi lại cái quê hương của mình, chửi lại cái đất tổ của mình, thì các cụ thấy các cụ làm như vậy nó có hay ho gì không? Thấy không? Nó có hay ho đâu, con cháu nó nhìn nó nói các cụ làm sao? Nhiều đứa con nít nó coi mấy cái live stream mà nó xin lỗi các cụ nha, cái này tụi nó nói à, thì con không có nói à nha. Tụi nó nói mấy thằng già, con già mất nết, già không nên nết. Câu đó nặng lắm đó. Mạng nó bị lắc đó các bạn. Thì thôi bây giờ mình cũng sẵn đây, mình cũng nói vậy thôi. Thế con nói cái, con thưa với các cụ ở bên nước ngoài là như vậy. Mình nói các cụ mà, riêng các cụ mà hay cầm cờ xuống đường á, biểu tình á, nghe lời tụi nó hay là tụi nó cho được vài đồng bạc gì đó, con không biết. Nhưng mà con chỉ nói là các cụ xem lại cái hành động cái vị đi. Các cụ ở trong cái những cái YouTube đó có quay lại hết, nó lưu hết trên mạng xã hội đó. Thì các cụ xem lại coi cái hành động của mình nó như thế nào. Đúng không? Nó có hay ho lắm không? Chả hay ho gì. Nhìn nó như cái giấy rồi, đâm ra mấy đứa nhỏ bên này nó coi nó. Nó trời ơi, mấy ông bà già này làm gì vậy trời? Không lẽ mấy ông bà già này đúng không nên nết. Già rồi, người ta phải đi chùa cầu kinh cho con cháu nó làm ăn được. Mình còn đâu còn sống được bao lâu nữa đâu, đúng không? Rồi mình cũng còn phải đi về Việt Nam, mình thăm lại quê cha đất tổ của mình, đúng không? Chứ ai đòi nào đi nghe lời tụi nó xong rồi cầm cờ, cầm quạt, la làng, la xóm. Trông nó mất chất con người quá. Vậy sao các cụ dạy được con cháu các cụ được? Các cụ lúc nào cũng muốn dạy con cháu là phải yêu quê hương, yêu đồng bào, yêu đất nước, yêu tổ quốc của mình. Mà các chủ có những cái hành động như vậy, sao các cụ dạy được tụi nó? Rồi sau này cái nó chửi lại các cụ đấy. Con nói thầm đấy. Nó tại các cụ là người đã dạy cho nó cái cách, cái lối sống đó. Nghe không? Thì mai mốt nó chửi lại các cụ, đúng không? Nó lớn lên là nó thấy các cụ là khắc khe với tụi nó chửi lại các cụ thôi, có gì đâu, bình thường các cụ đâu có trách được, đúng không? Thế mình nói vậy thôi, hôm nay thì không có nói nhiều được, chỉ có nói như vậy. Vì bây giờ chắc cũng có nhiều anh em khác người ta đang live stream, chúng ta có thể sang ra xem, ủng hộ cho các bạn ấy, các anh chị đó. Mình chỉ nói nhận nhạm vậy thôi.
mình khuyên các cụ với lại thôi tạm biệt, bye bye, hẹn gặp lại dịp sau ha.